làm rớt nạ a hi hi đồ chó. Ok và hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Dạ và mình Lander. Dạ và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Brain Game. Dạ. Đó, thì đây chính là thông tin của mình đây. Đó. Thực ra thì đây không phải map của mình nhá. Mình chỉ sửa lại thôi. Nhưng mà mình sửa hết rồi. Chả còn cái gì liên quan đến map này nữa. Rồi. Và đây mình sẽ đọc một vài chữ nhá. Tao là Ender khoai to. Không luật là không hack chết chủng gì cả. Không phá block nhá các chế. Sắp tui trước khi chơi map này nha. Đấy các bạn nhớ thực hiện đấy. Thôi mình chỉ đọc đến vậy thôi nhá. Đó. Rồi còn đây là cái gì đây? Ban thờ người đã khuất. Vậy là bác Vinh đã bị chết do nhìn thấy gái à? Cái này mới đấy. Một phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng báo tin. Ông Nguyễn Hoàng Vinh, sinh năm 1999, mất năm 2017, đã bị chết do tai nạn giao thông. What the fuck? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi đây. Dạ. Rồi, và đây là màn đầu tiên. Bức tường chống người tị nạn của Donald Trump. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua bức tường. Nhưng mà làm thế nào? Hãy chế tạo gì đó. Dạ. Mình nghĩ là mình sẽ phải đập cái cây. Phải không? Và đây là bức tường của Đỗ Nam Trung. Thì có lẽ một số bạn có thể chưa biết đến cái bức tường này. Rồi thì cái bức tường này đấy. Đó. Nó sẽ thì cái ông này ông đã nói trong một cái bài phát biểu. We need to build a wall. Đấy là nó đấy. Rồi. Cái gì đây? Rìu gỗ à? The fuck? Sợi rỗi hơi chặt tay. Quên mất đấy. Rồi giờ chúng ta sẽ làm một cái bàn chế tạo chăng? Nó bảo là chế tạo gì đó mà. Rồi. Que này. Oh. Man. Nó bảo là chế tạo một thứ gì đó để có thể vượt qua được cái bức tường này. Nhưng mà chế tạo gì? Cái này thì lại một cái câu hỏi rất là khó. Ồ, vậy là chúng ta sẽ phải vượt qua bức tường này. Không thể trèo được bởi vì chỗ kia nó còn một lớp nữa cơ. Và còn vả lại còn có cả tư nhện nữa. Ồ. À, mình nhớ rồi. Thì chúng ta sẽ phải chế tạo một cái thuyền. Easy. Mình đã có que rồi, mình sẽ chế tạo một cái xẻng. Và thuyền. Yeah. Thôi được rồi, xin nhá. Vào. Chui vô. Vào. Được chưa? Vậy là mình đã chui qua thành công cái bức tường của Đỗ Nam Trung, hay còn gọi là Donald Trump theo tên phiên dịch của Mỹ. Rồi, giờ chúng ta sẽ lưu ý chỉ được đoán một lần. Cái gì đây? Ai đẹp trai nhất? Ender Dragon và Slenderman. TM nữa. Rồi, ai đẹp trai nhất đây? Sự lựa chọn đúng đắn. Rồi, quá chuẩn. Rồi mình đã thành công rồi.
Giờ chúng ta sẽ đến với màn tiếp theo. Và holy shit, bấm để lưu vị trí. Ồ, được rồi. Giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ phải bay qua đây chăng? Holy shit. Mình sẽ thử lại lần nữa. Vẫn không thể qua được. Ok, tao thua. Giờ sao? Cái rương này không biết có gì không? Phải có gì đấy chứ. Có một cái nút. Rồi cái nút này để làm gì? Không có gì trong rương cả. Mỗi cái nút. Mình nghĩ đây có một cái cánh cửa bí mật gì đó. Không biết có rơi không đây. Chắc là cái rương này là giả chăng? Rương thật mà. Fuck you. Hey. The fuck. What? Ra vậy. Hay chưa? Oh shit. Vậy là chúng ta có thể đi được trên những cái thành rương này. Đây là một cái rất là mới. Và mình cũng mới chỉ biết thôi. Chúng ta có thể đi được. Và mình... Đây, đúng rồi. Vậy là mở cửa sắt đúng không? Mới. Yeah. Vậy là qua được rồi. Chúng ta đã qua thành công hai cửa. Đây là cửa thứ ba. Chúng ta sẽ đến với cửa thứ tư. Mình cứ nghĩ map khó lắm cơ. Cũng đơn giản mà. Rồi. Cửa thứ tư là cái gì đây? Sao cái mới tùm lum gì này? Đẩy khối đá đỏ qua cái ô màu đỏ. Đẩy khối đá đỏ qua ô màu đỏ. Nghe nó thấy hư cấu à. Khối đá đỏ đây. Mình nghĩ sẽ phải điều khiển mấy cái piston này đến chỗ đằng kia. Cái chỗ đỏ đỏ này. Yeah. Vậy là chúng ta sẽ đẩy. 1 2. What? Piston dính à? Oh shit. Thế này sao qua? Thế này chơi kiểu gì? Đáng lẽ cái này phải là piston thường chứ. Nhưng piston dính mà. Hiểu rồi. Vậy là khi mà nó đang đẩy như vậy thì chúng ta sẽ phải nhanh tay bấm vào cái này. Ra vậy. Nhưng mà có vẻ khá khó đấy. Oh shit. Khó vào lờ. Mình sẽ đứng vào đây. Quỳ xuống. Đúng chưa? Oh shit. Tuổi lác thế. Yeah. Thành công rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đây à? Đúng rồi. Qua bên đây. Rồi đẩy lên.
Lại phải bấm nữa à? Khó thế. Đâm à? Oh shit. Đây chắc là cái màn khó nhất đây rồi. Không biết là không biết đến màn sau có thắng không đây. Dạ. Rồi, vậy là mình đã thành công. Đẩy được một cái. Tiếp tục kéo lại. Và đẩy thêm lần nữa. Rồi. Rồi. Yeah, thành công. Nhưng mà được. Nhưng mà chơi màn này là các bạn cứ phải nhanh tay. Nói chung là tay kiểu tay nhanh hơn não ấy thì mới có thể qua được. Rồi, và màn tiếp theo nó là cái gì đây? Bạn đã sắp cho Ender chưa? Chưa. Và rồi. Mình sắp rồi mà. Yeah. Easy. Cửa này quá dễ. Hãy làm gì đó. Và mình tự hỏi không biết nếu bấm chưa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi đờ mờ mờ sắp đi. Hay lắm. Và cái nút sai nó sáng lên. Ra là vậy. Không có thiệt hại gì. Hãy làm gì đó để chậu nước thay đổi. Và đây là một cái chậu. Và đằng sau nó mình nghĩ là một cái lò chăng? Không phải cái lò. Và cũng không phải là cái máy thả. Đây là cái gì nhỉ? Ừ, kệ đi. Rồi. Và thứ chúng ta đang có là giá sách. Một cái lò. Và bên trong có một cục than. Nhìn trông nó chả liên quan gì đến nhau các bạn ạ. Bàn trong đây có gì không? Bàn phù phép này. Không có gì cả. Đề ra là hãy làm gì đó để chậu nước thay đổi. Nhưng mà thay đổi là thay đổi thế nào? Thật sự không hiểu. Nếu mà làm chậu nước thay đổi đấy, có nghĩa là ra đây là một cái ốp server. Dạ. Ốp server làm gì để thay đổi á? Mình nhớ trong những cái công dụng của cái này đấy thì gồm có thứ nhất là dùng để tẩm thuốc cho mũi tên này. Để đựng nước trong địa ngục này. Còn gì nữa nhỉ? Nhuộm quần áo này. Nhưng mà thuốc thì ở đây không có rồi. Hay là ở đây có cái rương? Không có rương. Oh shit. Chỉ có hai cái chậu cây xương rồng này. Với lại nhuộm quần áo. Hiểu rồi. Vậy là chúng ta sẽ lấy cây xương rồng. Lấy cây xương rồng. Và bỏ vào trong đây. Ra vậy. Chả mày. Rồi. Được không? Yeah. Thành công. Và chúng ta đã đến với cái màn này. Không biết không biết còn mấy màn nữa đây. Hãy viết một lệnh nào đó để TNT không thể nổ. Viết một lệnh nào đó. TNT không thể nổ. Oh shit. Bitch. Giật cả mình. Ghê đấy.
Nếu giờ mình có đập hết cái chỗ TNT này đi thì chưa chắc mình đã nhảy được qua bên kia. Rồi, một bài toán phải nói là rất là khó giải. Chúng ta sẽ phải viết một cái lệnh nào đó để TNT không thể nổ. Lệnh à? Mình nghĩ là có một cái đấy, nhưng mà mình cũng quên mất rồi. Cái gì nhỉ? Hình như là game root. Game root command block delay line, không phải. Da do entity drop cũng không phải. A few moments later. W nó cho ta một đống cái vớ vẩn và mình cũng chả biết nó là cái gì. TNT spoiler là cái gì? Mình sẽ thử. Nó có liên quan đến TNT. Chu. Ờ. Vẫn nổ máy. Chắc mình viết nhầm. Không phải chu. Mình sẽ thử lệnh khác trước đã. PVP á. Ờ. Để ra đây là cái chế độ cấm người chơi đánh nhau với người chơi. Rồi. Mấy cái này cũng không liên quan cho lắm. Mình sẽ thử lại cái TNT kia. Rồi. Đổi lại thành phone. Được không? Oh shit. What? Ơ, không nổ thật này. Ơ. Yeah. Ờ, cái này khá là hay đấy. Oh shit. Vậy là có một cái lệnh làm cho TNT bị câm, không thể nổ được. Cái lệnh này đẹp. Cái lệnh này được đấy. Ờ. Hay chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ qua đây. Thắng chưa? Win rồi. À, vậy là mình đã hoàn thành cái map này rồi. Win rồi. À, cái gì đây? Quay lại và nhìn lên tấm bảng. TP 715 23 và 25. Lệnh gì đấy? Thử xem. TP 715 23 25. Đúng rồi. Thì ra là nó chôn. Lệnh chôn. Và nếu mà các bạn thấy thích video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được video mới nhất. Và cũng như là đồng hồ mình, ok. Bye bye. You have evidence that the Mexican government is doing this, but that you have evidence you have refused or declined to share. Why not use this first Republican presidential debate to share your proof with the American people? We need to keep the illegals out. If it weren't for me, you wouldn't need me talking about immigration, Chris. I don't mind having a big door, but the people can come in too. We need to build a wall. We need to build a wall. Money, drugs coming in, and money, drugs going out. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a wall.
opposite end. Many killings, murders, crimes, drugs, cross the border. I don't mind having a big door, but people can come in. We need to build a wall. We need to build a wall. Monday drugs coming in, and Monday drugs going out. We need to build a wall. We need to. Beautiful door in that wall so that people can come into this country legally.